ở bên này là thời tiết cái mùa hè nó có nóng hay nó có nóng đó. Sao anh em không được về Việt đâu, ghét thì nó nóng, ghét thì nó lạnh, chúng ta có gì đâu. Vui nhỉ. Thế quanh đây toàn người Việt, tiếp xúc với ai cũng thấy Việt Nam. Và tôi đi sang sang Thái Lan chơi cũng vui.